Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 20 tháng 7 tới đây, tức là chỉ còn 2 ngày nữa là thời hạn chậm nhất các cụm thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ phải hoàn thành việc chấm thi. Để chuẩn bị tốt cho việc công bố kết quả, sáng nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị này sau khi hoàn thành việc đối sánh dữ liệu kết quả thi thì sẽ công bố kết quả đồng thời theo 3 phương thức. Thứ nhất là mở trang tra cứu thông tin điện tử của cụm thi cho thí sinh truy cập bằng số báo danh, mã xác thực để xem kết quả thi của cá nhân giống như năm 2015. Thứ hai là công bố danh sách kết quả của toàn bộ thí sinh thuộc cụm thi chủ trì, bao gồm số báo danh, họ và tên thí sinh và kết quả các môn thi trên trang thông tin điện tử của cụm thi. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục và đào tạo có thể tải dữ liệu kết quả thi từ hệ thống, chuyển cho các điểm tiếp nhận đăng ký dự thi để in và dán thông báo cho thí sinh biết. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cảnh báo hiện trên internet đang xuất hiện một số trang thông tin giả mạo về website phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với giao diện gần giống hệt website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh lưu ý và không đăng nhập vào những website giả mạo này, điều đó sẽ gặp nguy cơ mất tài khoản truy cập hoặc bị phát tán virus máy tính để tránh nhầm lẫn khi thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến đề nghị thí sinh truy cập trực tiếp vào địa chỉ trang thông tin điện tử http 2.2 gạch chéo thí sinh thi Trung học phổ thông quốc gia.edu.vn